Xin kính chào quý vị các bạn. Vậy là mình đã được có cơ hội trên tay chiếc Xiaomi Mi Mix 2 sau bài tổng hợp hôm vừa rồi. Thì ngay bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ cùng các bạn mở hộp và khám phá sản phẩm này. Ở ngoài thì sẽ có chữ Mix được làm màu vàng rất nổi bật trên nền đen. Bên trong này chúng ta cũng có một tấm có ghi chữ ký, chắc là của ông tổng giám đốc hay là của designer cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ có bên trong là ủa máy thì mình bỏ ra rồi. Xin lỗi các bạn. Chúng ta sẽ có một sợi cáp USB-C này. Chúng ta sẽ có một cục sạc được làm rất là to và cục sạc này hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0. với nguồn ra lớn nhất là 12V và 1.5A. Ngoài ra thì ở bên trong này chúng ta sẽ có một hộp phụ kiện nữa. Và bên trong hộp này chúng ta sẽ có một cái ốp lưng bằng nhựa. Nó không được làm dày như kiểu cái ốp của năm ngoái mà được làm mỏng, nhựa mỏng. Và nó hơi trơn, sờ cũng rất là sướng. Ngoài ra thì ở trên chiếc Xiaomi Mi Mix 2 nó cũng đã loại bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5mm. Vậy nên là Xiaomi đã tặng thêm các bạn một cái adapter chuyển từ USB-C sang cổng tai nghe 3.5mm. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, chiếc Xiaomi Mi Mix 2. Thì có lẽ điểm ấn tượng nhất do Mi Mix 1 đó là nó làm kích thước nhỏ gọn hơn. Với màn hình bây giờ chỉ có kích thước là 5.99 inch. Tuy nhiên thì nó được làm tỷ lệ là 18:9. Các bạn thấy không? Được làm rất là nhỏ gọn mặc dù màn hình của trên sản phẩm này có kích thước khá lớn. Cái phần phía trên ý, chúng ta đã thấy sự quay trở lại của phần loa thoại được làm rất là nhỏ. Và nếu mà nói thật, sản phẩm này bảo làm viền siêu mỏng ý, thì cũng không hẳn. Nếu như các bạn đang nhìn trên cái trang màu trắng như thế này thì các bạn sẽ thấy là viền hai bên với cả viền ở phía trên ý, làm hơi dày một chút. Tuy nhiên thì tại buổi họp báo ra mắt thì Xiaomi có nói là phần cạnh phía bên dưới thì Xiaomi đã tối ưu cái camera của nó đã làm nhỏ bớt đi để nó làm kích thước phần bên dưới nhỏ gọn lại hơn. Và cụm camera thì vẫn đặt ở phía bên dưới. Hơi tiếc cho các bạn là nó không được đặt phía bên trên. Và khi selfie với camera này thì nó vẫn kiểu toàn thấy cằm luôn thôi, đâu có thấy mặt mình đâu. Đấy, bao giờ cũng phải quay ngược lại như thế này. Và một điểm nâng cấp nữa so với Xiaomi Mi Mix thế hệ đầu tiên đó là cụm camera. Ủa nhưng mà không có camera kép đâu, các bạn đừng có chờ. Tuy nhiên thì nếu camera ở trên Mi Mix được đánh giá đây là chất lượng không cao, không tương thích với cả giá của sản phẩm này, thì với chiếc Mi Mix 2 nó đã sở hữu cụm camera của Xiaomi Mi 6. Tất nhiên sẽ chỉ là một camera mà thôi. Và camera này sẽ có độ phân giải là 12 megapixel. Và dù giảm độ phân giải đi, tuy nhiên thì nó sở hữu cảm biến ảnh là IMX386, tương tự như Mi 6, vậy nên nó sẽ cho chất lượng chụp ảnh tốt hơn. Và tất nhiên camera này vẫn sẽ có chế độ chụp ảnh manual với khả năng phơi sáng tối đa là 32 giây. Về cấu hình thì chiếc Xiaomi Mi Mix 2 đang có con chip là Snapdragon 835, nó sẽ có 6GB. Tất nhiên là ở mặt lưng này chúng ta vẫn sẽ có viền camera được mạ vàng 18K này, và dòng chữ Mix Design by Xiaomi. Chúng ta sẽ có viên pin được giảm đi khá là 3400mAh so với Mi Mix 1 là con này có 4400 lận. Tất nhiên là màn hình nhỏ hơn thì pin phải nhỏ hơn thôi, nhưng mà không biết là thời gian sử dụng nó sẽ như thế nào. Và chiếc máy này đang chạy trên phiên bản MIUI V9 bản beta nhá, và dựa trên nền tảng Android là 7.1.1. Nhưng mà với Xiaomi thì họ thường tùy biến các tính năng về giao diện của mình hơn, chứ không đem tính năng gốc của trên Android 7. Ví dụ như là tính năng đa nhiệm hai cửa sổ thì nó cách hoạt động của nó không được giống so với Android 7 gốc. Đó là chúng ta sẽ phải mất thêm một thao tác ấn cái phần bên trên này rồi mới kéo được cái màn hình đa nhiệm lên, thì lúc đó mới mở được đa nhiệm ở trên màn hình này. Đấy, bắt đầu mới kéo lên kéo xuống. Thì đoạn này thì lại giống với Android 7 rồi. Nó chỉ cho giới hạn khoảng này thôi, chứ không thể kéo sát lên được nữa. Vậy thì các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Các bạn có lựa chọn chiếc Xiaomi Mi Mix 2 hay là sẽ lựa chọn sản phẩm khác? Sắp tới có lẽ nó sẽ được đưa về dưới dạng hàng chính hãng luôn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.